Sau một phiên giảm sâu, giá vàng hôm nay ngày 15 tháng 5 của thế giới đã đảo chiều đi lên trong bối cảnh áp lực lạm phát tại Mỹ còn ở mức cao. Theo đó, giá vàng hôm nay tăng 20 đô la từ 2.338 đô la ounce lên 2.358 đô la ounce lúc 6 giờ ngày 15 tháng 5. Thị trường vàng quốc tế nóng lên sau khi Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất PPI tháng 4 năm 2024 tăng 0,5%. Đà tăng của PPI khiến thị trường lo ngại lạm phát tại quốc gia này còn đối mặt áp lực lớn, tác động nhất định đến thị trường tài chính, trong đó có giá vàng. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng sẽ được Mỹ công bố vào rạng sáng ngày 16 tháng 5 với dự báo tăng 0,4%, ngang bằng với mức tăng với tháng 3. Phản ứng các thông tin trên, đồng USD giảm giá so với nhiều ngoại tệ khác. Điều này đã thúc đẩy giới đầu cơ dồn vốn vào kim loại quý. Giá vàng hôm nay của thế giới tăng hàng chục USD ounce là tất yếu. Tại Việt Nam, sau khi Ngân hàng Nhà nước đấu thầu thành công 8.100 lượng vàng miếng SJC với giá 87,7 triệu đồng mỗi lượng, giá vàng SJC trên thị trường đã giảm 1 triệu đồng xuống còn 89 triệu đồng lượng. Giá vàng nhẫn do các công ty SJC, PNG sản xuất có giá 76,3 triệu đồng lượng. Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay ngày 15 tháng 5 được áp dụng theo mức giá của phiên điều hành chiều mùng 9 tháng 5. Cụ thể, giá xăng E5 giảm xuống 22.620 đồng lít, giá xăng RON 95 hạ còn 23.540 đồng lít. Trong khi đó, giá dầu diesel hạ xuống 19.840 đồng lít, giá dầu hỏa hạ về mức 19.700 đồng lít. Giá lúa gạo hôm nay ngày 15 tháng 5 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều giữa các mặt hàng. Cụ thể, với mặt hàng lúa, giá lúa Đài Thơm 8 duy trì ở mức 7.800 đến 8.000 đồng mỗi kg, lúa om 5.451 duy trì ổn định ở mức 7.600 đến 7.800 đồng mỗi kg, nàng hoa chín ở mức 7.600 đến 7.700 đồng kg. Trên thị trường gạo, giá gạo IG504 ổn định quanh mốc 11.600 đến 11.800 đồng mỗi kg, gạo thành phẩm IG504 ở mức 14.000 đến 14.100 đồng kg. Bạn thấy giá cả thị trường hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé!